Chào các bạn đã đến với kênh Món Ngon Hồ Gươm. Hôm nay tôi vào bếp làm món gà luộc. Nguyên liệu chuẩn bị gồm có: một con gà 2,5 kg, bột nghệ, hành lá, hành tím, hành củ, dây để buộc và que tăm. Ngoài ra còn có muối, hạt nêm, dầu ăn. Tôi đã giới thiệu xong các nguyên liệu để chuẩn bị cho món này. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào để chế biến nhé. Gà tôi mua về bóp muối và rửa sạch. Tôi đã chuẩn bị một xô nước và đặt lên bếp sẵn. Tôi tạo dáng cho con gà cho đẹp. Những ngày lễ Tết hoặc là những ngày cưới hỏi cho gia đình thì các bạn cần có con gà phải tạo dáng đẹp. Cái chân này các bạn cho vào trong bụng. Sau khi đã cắt các cái móng chân sạch rồi các bạn nhé. Đó. Có hai cái cách để tạo cho con gà nó có cái dáng đẹp. Cách thứ nhất là cái cánh của nó đây các bạn nhé. Nên nó có cái phần cánh nhỏ này. Các bạn vặn xuống này. Đưa lên như thế này. Đấy. Bên này cũng vậy. Các bạn này. Bẻ từ ngoài vào trong này. Đưa lên này. Đó. Có thể dùng những cái que tăm loại to ấy nhé. Rồi các bạn tạo dáng này cho nó đẹp này. Tôi vừa giới thiệu với các bạn cách để tạo dáng con gà, là cách đây là cách thứ nhất. Các bạn dùng các cái que xiên thịt nướng này hoặc là que tăm, nó cái loại tăm dày mà nhọn ấy. Các bạn định hình cái đầu cái con gà như này, khi cho vào luộc cái đầu nó định hình nó cứng lại rồi thì các bạn rút các cái que này ra. Bây giờ tôi rút que ra, tôi giới thiệu với các bạn cách tạo dáng thứ hai nhé. Bạn cầm cổ nó gà lên này, cánh này, hai cái cánh đó, các bạn dùng dây nhé, dây để buộc. Các bạn buộc cố định xong rồi các bạn mới chỉnh sửa cái cánh này. Các bạn muốn nó xòe ra thì phải dùng cái que này xiên nhé, xuyên ở cánh này. Tôi đã tạo dáng cách thứ hai, các bạn dùng que xiên thịt nướng nhé. Hai cái các bạn xiên vào cánh đây để cho cái cánh nó dang rộng ra. Hai cái que này các bạn đấy, một cái các bạn cắm từ cổ dưới lên như này đây để tạo cái dáng cho con gà nó đứng cái cổ lên đó. Bây giờ tôi sẽ cho gà vào để luộc nhé. Tôi cũng thích dáng gà nó đang xòe cánh ra như này. Còn các bạn thích chọn kiểu nào thì chọn nhé. Tôi đã đặt sẵn một xô nước. Các bạn đun để cho nước nó nóng ra thôi nhé. Đừng để nước sôi quá, mà đừng nước nguội thì luộc gà tạo dáng này là không được. Cái lúc này là rất quan trọng các bạn này. Các bạn phải giữ cái bạn thích cái đầu nó ngóc lên này thì không nói làm gì. Các bạn muốn cái tạo dáng đẹp các bạn phải giữ. Và nước đã nóng ra rồi, ở khoảng độ 60-70 độ C là các bạn cầm cái môi này, này rội nước nóng lên đầu nó để cho nó cứng lại, định hình lại cổ. Rồi lúc đó chúng ta mới bỏ tay ra. Đó. Giờ cái cổ gà nó đã cứng rồi đây này, tôi bỏ hết cả, tôi rút tăm ra nhé. Con gà của các bạn to hay nhỏ thì tùy theo để các bạn chuẩn bị nước nhé. Con gà này của tôi nó hơi lớn cho nên là nước phải ngập gà. Chỗ này là 4 lít nước đấy. Thế cho củ hành tây các bạn nhé. Hành tím này. Cho mấy nhánh hành tím. Củ hành tây các bạn cho vào nhé. Cho vào để cho nước thứ nhất là trong và thứ hai là gà nó thơm. Bây giờ tôi nêm nếm. 2 thìa cà phê muối. Bột nêm, gà. Các bạn cho 3 thìa. Lưu ý khi luộc gà, các bạn thỉnh thoảng phải mở vung ra để kiểm tra và hớt bọt nhé. Nước gà bắt đầu sôi lên các bạn hạ lửa nhé, cho nó sôi lăm tăm thôi. Một vài củ hành tím cắt lát mỏng. Cho một chút dầu ăn. Tôi phi cái chỗ hành tím này lên để tí nữa gà được và chúng ta
sẽ dùng cái mỡ hành này để quết lên mình gà. Các bạn sẽ không dùng cái hành này, mà chúng ta chỉ dùng đến nước phi hành này thôi. Cái hành này chúng ta cất đi để làm việc khác. Hành đã vàng và thơm, tôi lược thì bỏ cái hành đi. Đây, chúng ta cần một chút dầu đã phi hành thơm lên để tí chúng ta gà đã luộc chín chúng ta quết lên mình gà. Gà luộc được 35 phút rồi các bạn. Tôi tắt bếp. Vẫn ngâm ở trong nồi nước. Các bạn cứ để trên bếp này khoảng 30 phút nữa. Đây là con gà của tôi nó lớn 2 cân rưỡi thì tôi mới để thời gian nhiều như vậy. Các bạn mà con gà nhỏ hơn thì các bạn phải canh từ khoảng 20 đến 30 phút là các bạn tắt bếp. Và cứ để gà om ở trên bếp, chuẩn bị vớt gà ra. Các bạn chuẩn bị một cái chậu nước và cho một chút đá vào, nước lạnh cho đá. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra gà xem được chưa rồi vớt gà nhé. Chọc vào chỗ dày nhất của thịt, cái đùi gà dày nhất đấy các bạn này. Đó. Vẫn thấy con da nước hồng rồi này. Như thế tổng cộng luộc là 35 phút và ngâm trong nước nóng trên bếp tất cả là 1 tiếng rồi đó. Mà vẫn còn ra hơn nước hơi hồng hồng một chút thì tôi lại đậy lại. Cứ để nước om này cho nước nó gà nó nguội lên một chút nữa nhé. Tôi xin thử gà xem chín nha các bạn. Đó, không ra nước hồng là ok rồi đấy. Tôi vớt ra nhé. Cho ngay con gà vào nước đá lạnh này các bạn nhé. Sau khi gà đã luộc xong ấy, các bạn cho vào nước lạnh có đá này để làm cho gà cái da nó săn chắc và giòn. Thịt nó vẫn giữ được ở trong là mềm, ngoài thì da rất là giòn. Ngâm gà này khi nào cho thật nguội nhé. Thật nguội chúng ta mới vớt ra và để làm một bước cuối cùng nữa là mỡ phi hành với bột nghệ chúng ta quét lên mình gà là xong đó. Bây giờ cái khâu này là quyết định gà ngon hay không đây này các bạn này. Còn luộc gà thì có thể ai các bạn nào cũng biết, nhưng mà để làm cho da gà vừa giòn vừa bóng vừa có màu đẹp nữa lại thơm nữa thì bây giờ là giai đoạn để quyết định cái phần da gà cho ngon nhé các bạn. Bây giờ tôi làm phần cuối cùng là xong rồi này. Dầu ăn, lúc nãy tôi đã phi hành. Đây là nước phi hành khô, có được một chút mỡ hành như này các bạn nhé. Các bạn cho khoảng nửa thìa cà phê bột nghệ. Tôi dùng một cái giấy thấm cho da gà nó khô đi. Và tôi quét mỡ nghệ lên mình gà nhé. Đặc biệt cái nghệ, bột nghệ hòa trộn với cái nước phi hành nó rất là thơm, rất đặc biệt. Đó, các bạn thấy con gà có đẹp không ạ? Khi nhà mình có công có việc, ví dụ như là cưới hỏi hay là dỗ chạp thì con gà rất là đẹp. Món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Chúc các bạn vào bếp thành công với món ăn này. Xin chào và hẹn gặp lại.